để rồi bởi vì cái dáng đi của mình đi là biết đâu là làm hết rồi mình đi tìm dáng đi lại không có. Giờ đây coi lại cái đoạn phim này. Cả lớp em nhắc là em không có đồng ý. Vì nó nói là chờ bệnh viện không đi đi mấy ông năm băm. Đúng, câu đó hay á. Dạ. Thế mà em nói không, thầy hay lắm, phải đi mới được. Rồi, anh tới, đi tới. Mọi người nhìn cái cốt của bạn này. Cái cốt tay. Cái đó là cái dấu hiệu của một cái viên đã cốt dạng thấp nữa. Em bị thoái hóa xương khớp này, thoát vị đệm này, rồi thần kinh tọa này. Thì đến đây là trước khi đến đây thì là mẹ em là được bệnh viện y học cổ truyền Nam Kỳ Khởi Nghĩa này là yêu cầu nhập viện, có khả năng phải mổ. Vâng, thì khi đó thì vô tình làm sao mẹ em nằm liệt ở nhà mấy ngày. Thế mở mạng lên thì gặp được thầy, mừng quá thì đòi đi. Thầy chỉ biết như sao là khi mình bấm á, vô thì nó rất đau. Nhưng mà chút xíu chị đi cái nhẹ nhàng người liền. Thầy nhà ông xã mất rồi, ông biết là làng người. Dạ. Đêm cũng la. Thầy không cho là thì la đi, nhưng mà ở đây cho là hết. Ở đây cũng là cấm này, cấm này. Thầy ngon nhưng mà sợ nhà có chuyện gì. Thầy yên tâm, không lo. Chạy lại đây một lần nữa. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.